Hello hello, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kid Me Game ha. Rồi, thì anh em đang thấy cái đồ họa nhân vật của mình nhìn nó lạ không? Anh em nhìn này, đó, các bạn nhìn thấy nó lạ không? Quá trời là lạ luôn đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái phiên bản siêu giảm lag, siêu like, siêu fix lag luôn. Tức là bằng cách là anh em phải nhìn thấy là đồ họa của các nhà cửa, các thứ này, con đường thì vẫn còn. Nhưng riêng đồ họa của nhân vật và một số cái linh tinh ở trong game thì đã được bỏ hẳn đi, chứ không phải là giảm anh em biết không. Nó vẫn còn hiệu ứng của cái áo choàng Katakuri cái thứ của mình này, nhưng mà nó đã được kiểu như là xóa và làm mờ đi rất là nhiều. Thì với cái bản này dung lượng của nó sẽ là siêu nhẹ, rất là phù hợp dành cho những anh em nào mà thích kiểu như là chỉ cần chơi được thôi. Cái thứ hai là không cần phải đồ họa quá đẹp, và cái thứ ba là muốn nó siêu mượt, chạy script menu siêu mượt. Thì đây, các bạn có thể sử dụng cho mình cái phiên bản này nhá. Thì đây, cái bản ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bản Flutsuit V73, bản Super Light, tức là siêu giảm lag. Dung lượng chỉ có 54,60 MB thôi, tức là giảm nhẹ bằng một nửa cái bản giảm lag ngày hôm nọ. Được chưa? Đó, thì cái bản này anh em chỉ việc gỡ cái game Roblox trên máy các bạn đi, tải về cho mình cái bản này. Được chưa? Thì link tải mình sẽ để cho các bạn tải về dưới phần mô tả và phần bình luận của clip này. Để anh em cứ vào những cái video bình thường trên kênh YouTube của mình thôi, Kid Me Game thôi. Đây, Kid Me Game anh em. Đây, ok. Rồi, đó. Kid Me Game. Được chưa? Bạn nào mà vào mà chưa bấm đăng ký kênh cho mình xin lượt bấm vào đăng ký kênh ở đây nhá. Bấm đăng ký kênh này, sau đó bấm vào đây, chọn là tất cả cho mình nhá. Đó, sau đó anh em vào. Thì cái link tải thì mình sẽ để cho các bạn tải về dưới phần mô tả video này. Đây, đây là mô tả này, anh em thấy có cái link tải không? Đó, link tải clean, link tải các thứ này, anh em bấm vào cái APK Mobile là được này. Hoặc là anh em bấm vào phần bình luận này. Ở đây mình cũng ghim cho anh em link tải đó. Các bạn cứ kéo xuống đây này, link tải của clean này, của script menu, thứ đầy đủ hết cho các bạn nhá. Đó, các bạn sau đó các bạn tải về. Tải về xong thì anh em đăng nhập vào game, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Đây, ok cho anh em. Và đến đây thì nó yêu cầu anh em get key, thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em get key một cách thủ công nhá. Cách get key 3 bước cực nhanh luôn. Anh em bấm vào chữ get key ở đây cho mình. Được chưa? Chúng ta sẽ sao chép một cái đường link. Thì có cái đường link đó rồi thì anh em bắt đầu mở ứng dụng Chrome lên cho mình thôi. Đó, mở Chrome lên. Đó, sau đó anh em bấm giữ vào đây, dán cho mình cái đường link cái key vừa nãy, hoặc là các bạn không dán anh em bấm vào dụng 3 chấm ở đây, chọn bộ nhớ tạm. Và anh em dán cho mình cái đường link mà anh em vừa chọn ở đây, sau đó bấm nút ghi là được. Đó, rất là đơn giản. Đây, bấm vào, dán vào như thế này. Được chưa? Sau đó anh em bấm đi. Đó, thì giờ nó sẽ đến cho cái trang anh em get key nhá. Đó, anh em thấy không? Get key này thì get key 3 bước thôi, rất là đơn giản. Đây, anh em chú ý cùng làm cùng mình nhá, mình chỉ hướng dẫn một lần duy nhất thôi. Hy vọng anh em có thể xem và làm chuẩn xác được. Thì đến đây nó sẽ đưa anh em đến cái trang này, Linktervice này. Đó. Thì theo mình thì anh em có thể get key 3 bước này cũng khá là nhanh thôi. Anh em bấm vào chữ get Flutsuit ở đây. Thì sẽ đưa anh em đến cái này, To and Connected đúng không? Anh em chọn mình, nó sẽ có 3 bước, 1 2 3. Đấy, mình gọi là get key 3 bước nhá. Anh em chọn Interested ở đây. Đó. Đó, được chưa? Xong bước 1 này, bước 2 thì các anh em bấm cho mình 2 lần chữ learn more, bấm 1 lần learn more này. Thì learn more nó sẽ đưa anh em đến một cái trang bài viết. Thì anh em kéo mình từ trên xuống dưới như thế này, kéo này, kéo này, kéo này, kéo này. Được chưa? Sau đó anh em bấm phím cho mình nút quay trở lại. Được chưa? Và cái bắt đầu bước 2 nó xoay, anh em chọn mình learn more một lần nữa. Đấy, learn more bấm mình đúng 2 lần nhá. Đó, bạn thấy không? Kéo, 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 tức là kéo từ trên hết đến cuối bài viết, sau đó bấm quay trở lại. Rồi, sau đó các bạn đợi một chút để cho nó tích V bước 2 và tích V bước 3 lên là xong. Ok, và sau khi xong bước 2, bước 3 anh em chọn get Flutsuit. Đó, và là các bạn làm lại mình đúng cái bước get key 3 bước vừa nãy mình vừa nói với anh em. Đó, cái này chúng ta một lần rồi, còn một lần nữa thôi là chúng ta đã có key. Được chưa? Anh em làm lại y như cái vừa nãy mình hướng dẫn anh em, chọn get Flutsuit, bấm bước ấn Interrupted bước 1, chọn 2 lần learn more và xong bước 3. Đây, cái này nó hiện ra đúng y như vừa nãy thôi. Đây, get Flutsuit, được chưa? Đó, sau lại Interrupted bấm 2 lần learn more và chọn get Flutsuit là có key. Ok, và sau khi chúng ta có key xong, anh em chọn copy key ở đây. Đó, được chưa? Copy key. Và các bạn bấm giữ ở đây cũng được, copy cái key này. Đó, và sau đó chúng ta quay trở lại game các bạn nhá. Ok, vậy là mình đã vào đến trong game rồi nha anh em. Thì các bạn thấy đấy, đấy. Đây là một cái phiên bản xóa skin, xóa hình ảnh nhân vật rất là tốt, xóa màu với anh em, kể cả những nhân vật khác nó cũng thế này. Thì các bạn, bản này nó sẽ là bản tối ưu hơn cả bản hôm nọ. Đó, thì anh em chỉ mở lên được cái clean rồi đã cho chúng ta get key rồi. Anh em chọn clear, bấm vào đây. Sau đó các bạn bấm vào cho mình 3 dấu chấm nhá, 3 dấu chấm, và sau đó vào các bạn chọn bộ nhân tạo mà các bạn dán cho mình script menu hack bất kỳ mà các bạn đang muốn chơi. Đây mình sẽ chọn phiên bản speed hook x nhá. Các bạn có thể chọn sử dụng đúng cái bản này giống như mình. Đó, để chúng ta chơi ha. Rồi, sau đó anh em chọn creator, chọn execute ở đây để cho nó tiến hành, nó chạy cái script menu. Và khi bấm xong, bạn đợi một chút đấy, thì ngay lập tức cái phiên bản speed hook x này nó hiển thị lên này. Thì đây chính là cái nút bật tắt của nó. Và anh em thấy là đối với cả cái bản like giảm lag này thì nó chạy các menu cũng khá là nhanh, và nó cũng không xảy ra cái tình trạng giật lag hay như thế nào cả. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cả phiên bản này các bạn nhá. Đó, này thì mình test, chủ yếu test cho anh em cái đồ họa này, test cho anh em cái cách get key và cái phiên bản mới của cái bản này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng rất là ok. Đây, mình sẽ thử cho anh em xem nhé. Các bạn bấm vào các phần main này, nó vẫn đầy đủ cho các bạn các từ vựng farm, được chưa? Island này, có bay đảo, bay sea này,
Được chưa? Có cả hỗ trợ cho anh em visual là tạo cơn mưa cho ác quỷ, anh em chuyển bấm vào chữ rain. Bấm vào chữ rain này nhá. Đó, và các bạn nhìn một lúc này, bạn sẽ thấy đây. Các bạn thấy chưa? Mưa trái ác quỷ nó rơi xuống này. Anh em có thể nhặt một đống trái ở đây, mình chưa biết là có trái gì này. Đây các bạn nhìn này. Đây. Mình sẽ nhặt hết mấy cái trái này nhá. Anh em thấy không? Thấy không? Đây, có trái độc này, trái kim cương, trái bột này. Đây, các bạn nhìn không? Đây. Trái bột cho các bạn này. Ngon chưa? Đấy, sai. Và còn vô vàn các tính năng khác này, mình chỉ là những cái tính năng mình demo cho anh em thôi. Các bạn có thể trải nghiệm thử nhá. Ok.